Đám người thấy âm Ngọc Thỏ đã tới tìm Thạch Hậu, vừa ngồi ăn đồ nướng bọn họ vừa trò chuyện. Bởi vì hắn đánh bại U Vũ, gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ nghe tin liền chạy tới. Ngoài trừ bọn họ thì còn có không ít người ở Thiên Tiên Thư Viện đang chờ xem phong thái của cậu. Hóa ra bọn họ muốn nói đến chuyện Đế Sung đã đi tới Thiên Tiên Thư Viện. Ngoài ra còn có Thánh Nữ Nguyệt Thiền, mục đích là đến tìm người. Thạch Hạo biết người bọn họ đang tìm là Thanh Y nên lập tức chạy tới Thiên Tiên Thư Viện. Lúc này Đế Sung và Nguyệt Thiền đang ở ngoài đòi người, toàn thân hắn tỏa ra sức mạnh. Điều này làm cho cường giả của Thiên Tiên Thư Viện cũng bất ngờ và khen ngợi. Đế Sung tỏ thái độ cứng rắn muốn đưa Thanh Y rời đi. Cường giả Thiên Tiên Thư Viện lập tức từ chối. Nơi này không phải là tiên điện, không phải thích là được. Hơn nữa Thanh Y cũng đã nói là không muốn đi cùng bọn họ rồi, sao còn nhiều lần dây dưa. Nguyệt Thiền lại lên tiếng rủ rê. Thanh Y từ chối, trưởng lão bảo vệ Thanh Y đến cùng. Chỉ cần nàng không chịu thì bọn họ sẽ có chức trách bảo vệ đệ tử. Đế Sung tức giận bạo phát sức mạnh và lớn tiếng tuyên bố chuyện này sẽ không do bọn họ định đoạt. Hiển nhiên là tên này muốn dùng sức mạnh cưỡng chế đưa nàng rời đi. Thạch Hạo xuất hiện mỉa mai, sự có mặt của cậu làm cho nhiều đệ tử của Thiên Tiên Thư Viện bất ngờ. Có vài người từng nghe được trận đại chiến giữa cậu và Đế Sung ở Nguyên Thiền Bí Cảnh, lúc đó Đế Sung đã chịu thiệt thòi lớn. Bây giờ hai người này lại gặp nhau, kiểu gì cũng có trò hay để xem. Thanh Y chủ động bay tới gần Thạch Hậu, hai người nhìn nhau đắm đuối. Hành động này làm cho Đế Sung tức giận vô cùng. Đã vậy, Thạch Hậu còn châm thêm dầu vào lửa, cho rằng thủ hạ bại tướng cũng dám mạnh miệng. Hôm nay vì Thanh Y, cậu sẽ chằm hắn lần nữa. Cậu cố tình thân mật với nàng ta. Hành động này làm cho Nguyệt Thiền đỏ mặt. Bởi vì thứ thân và chủ thân ở gần nhau có thể cảm ứng lẫn nhau, nên hành động thân mật vừa rồi chính là đang trêu đùa và thị uy với Nguyệt Thiền. Đế Sùng không nói được lời nào, hắn ta quyết định rửa nỗi nhục bằng cách động thủ tấn công. Phóng ra vô số đòn công kích hướng về phía nam chính, Thạch Hạo bước lên dựng một tấm khiên ngăn cản. Tuy nhiên, đòn công kích còn chưa đến thì đã bị cường giả của thư viện chặn lại. Lý do là vì trong thư viện không được đánh nhau ồn ào. Muốn đánh thì có thể đến diễn võ trường. Lão gật đầu biểu lộ ý định để cho Thạch Hạo tùy ý hành động. Thế là cậu không ngần ngại nữa, hai người nhanh chóng đi lên diễn võ trường. Trước khi xảy ra một trận chiến, vài tên đệ tử vẫn không quên khoe khoang. Chuyên nhân tiên điện của bọn họ chính là mạnh nhất trong thế hệ. Thái âm Ngọc Thỏ bên cạnh lập tức mỉa mày, mạnh nhất thì cũng đã từng bị Hoàng Trảm qua rồi. Bọn chúng nghe vậy liền lấy đủ lý do để cãi lại. Thế nhưng Thái âm Ngọc Thỏ vẫn chỉ nhắc lại mấy chữ, hắn đã từng bị Hoàng Trảm qua rồi. Bọn họ nghe xong cũng chỉ biết câm nín, đúng là không thể cãi được lý với cô nàng này. Đế Sung thị uy bằng cách nhắc lại chuyện cũ, tiền bối tiên điện từng hủy Chí Tôn Điện Đường. Hôm nay hắn muốn chàm nghiệt chướng còn sót lại. Hắn ngưng tụ ra vô số thanh kiếm, Thạch Hạo cũng vậy, vũ khí hai bên lao vào nhau rồi thân ảnh của cả hai cũng xông lên chiến đấu. Đế Sung sử dụng ra một đôi cánh, cánh này là Hoàng Vũ Khiếm Dực. Truyền thuyết kể rằng tuyệt chiêu này có thể chạm vạn vật. Thạch Hạo cũng lên tiếng khen ngợi đối thủ có chiêu thức không tệ. Mới một thời gian không gặp mà lại học được bảo thuật cấm kỵ mới. Có phải là bài học lần trước dạy hắn quá sâu sắc rồi phải không? Thạch Hạo sử dụng ra đôi cánh của mình, đôi cánh này cũng có uy lực không hề thua kém. Cậu chủ động lao lên tấn công phủ đầu. Chỉ mới giao thủ vài chiều, Đế Sung đã tỏ rõ sự yếu thế. Cánh của Thạch Hạo cắt một đường vào cổ của hắn ta. Điều này làm cho hắn cũng phải thừa nhận rằng, sau khi cảnh giới của cậu tăng lên, pháp lực cũng tăng vọt. Không cần chỉ dựa vào nhục thân như lần trước giao thủ nữa, có thể nói là không còn nhược điểm. Thạch Hạo vẫn lên tiếng trêu chọc, không phải là danh xưng ngạo thị cùng lứa sao, sao chỉ có như vậy? Đế Sung phẫn nộ rút thanh kiếm ra tấn công, kiếm của hắn được ngưng tụ từ sức mạnh, có thể nói là uy lực rất lớn. Cậu sử dụng trường kích ngăn cản, dù đối phương có thể sử dụng chiêu vô hình hóa hữu hình, ngưng tụ ra vũ khí thì cậu cũng không sợ. Chẳng lẽ lôi đế bảo thuật của mình còn yếu hơn tiên điện của hắn? Hắn ta tạo ra một kết giới che chắn trước người. Thạch Hạo nhanh trí vòng qua phía sau đánh ra một kích, khiến Đế Sung ngã lăn quay. Sau đó chậm rãi tiến lại, chỉ trường thương thẳng mặt hắn ta rồi tuyên bố hắn không phải đối thủ của mình. Điều này là sự sỉ nhục rất lớn. Đế Sung quyết định dung hợp cơ thể với trần huyết di tồn từ tiên cổ, sức mạnh cuồn cuộn bạo phát ra xung quanh, đẩy lùi Thạch Hạo về sau. Lúc ở thần hỏa cảnh có thể bộc phát, uy lực mạnh hơn nhiều so với những hỏa diễm khác. Một đồ án khổng lồ xuất hiện, từ bên dưới đồ án chậm rãi nhô lên một cái ấn khổng lồ. Uy áp từ trường ấn vô cùng khủng khiếp. Trường ấn lao xuống định đè bẹp Thạch Hạo. Cậu bay lòng vòng tránh né, dù đối thủ có tiên trùng gia trì thì cậu vẫn rất khinh thường. Cậu giơ vũ khí lên cao, trường kích bạo phát một luồng sức mạnh lên bầu trời, sấm sét cuồn cuộn tụ lại thành một quả cầu khổng lồ, uy thế vô cùng mạnh mẽ. Đế Sung điều khiển trường ấn đối đầu với quả cầu sấm sét,
Trường ấn của hắn ta giống như là trò trẻ con, dễ dàng bị phá hủy. Hắn phải lao lên dùng nhục thân để chống cự. Thạch Hạo thừa cơ hội đối phương đang không rảnh tay để phóng ra một kích, đâm xuyên người hắn ta. Tưởng là tên này sẽ ngã xuống, may mắn cho hắn ta là được lão gia đi cùng hỗ trợ. Lão ta âm thầm quán chú sức mạnh vào cơ thể của Đế Sùng. Thương thế hắn lập tức khôi phục, sức mạnh được gia tăng lên rất nhiều. Hắn bạo phát sức mạnh phá vỡ quả cầu lôi điện. Thạch Hạo bị bất ngờ vì điều này, cậu còn cho rằng đối phương có pháp bảo hỗ trợ. Đế Sùng lấy ra trường kích rồi lao lên đánh phủ đầu. Tuy đã được gia trì thêm sức mạnh, nhưng tên này vẫn y nguyên không phải đối thủ của nam chính. Cậu chỉ cần vài đòn đã uy hiếp được tính mạng của hắn ta. Lão già bên dưới lập tức ra tay hỗ trợ. Thạch Hạo yêu cầu đối phương hiện thần. Lão già bước ra ngoài rồi bắt đầu khuyên cậu không nên ngông cuồng. Thạch Hạo không ngần ngại mỉa mai đối phương một trận. Lão ta lấy lý do Đế Sùng đang nhường nên mới rơi xuống yếu thế. Đã vậy, tiểu tử còn không biết cảm ơn, lại còn ở đây ra oai, hạ độc thủ như vậy. Đám người Thái Âm Ngọc Thọ lập tức lên tiếng mắng chửi ngược lại. Lão ta đi ra sân, để bảo vệ uy danh của Đế Sùng nên vẫn lấy lý do là Đế Sùng chỉ có thứ thân đi tới. Nếu chủ thân đích thân tới thì giết chết tiểu tử dễ như trở bàn tay. Lão ta hạ thấp uy danh của Thạch Hạo bằng cách nhắc lại chuyện Chí Tôn Điện Đường từng bị Tiên Điện hủy diệt. Khuyên cậu nên biết thu liếm lại một chút, cẩn thận lại chúc họa cho tông môn. Đi cùng với những lời này là một trường thẳng mặt, định thừa cơ hội này giết chết nam chính trừ mối nguy hại. Đáng tiếc rằng ý đồ này đã không thành công, Tề Đào Lâm ở phía xa xuất thủ ngăn cản. Ông ta ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ ngăn cản, sau đó cầm lão ta nhấc lên như một con gà. Đến lúc này rồi, lão ta lại mặt dày nói là hiểu lầm. Nếu như ông không đến, thì lão cũng sẽ không phát hiện ra đây là hiểu lầm. Ông trực tiếp giết chết lão ta để thị uy. Hành động bá đạo này khiến tất cả ngỡ ngàng. Tề Đạo Lâm định ra tay với Đế Sùng thì bị cường giả Thiên Tiên Thư Viện khuyên ngăn. Nếu như giết chết truyền nhân Tiên Điện thì đệ tử của ông cũng sẽ bị trưởng bối Tiên Điện nhắm vào. Chuyện cùng lứa thì cứ để cho bọn họ tự giải quyết. Những bậc cao thủ như ông đừng nên nhúng tay, tránh phá hỏng quy tắc. Tề Đạo Lâm nghe vậy cũng buông tha cho Đế Sùng để cho hắn quay về dung hợp với chủ thần. Tuy nhiên hắn phải móc ra chút bảo bối để chuộc mạng. Không cần để cho hắn ta đồng ý thì ông đã xách hắn ta lên lắc liên tục. Vô số bảo vật rơi ra ngoài. Trong số này có một thanh trường kích rất tốt, dùng nó làm chiến lợi phẩm cho thắng lợi của Thạch Hậu. Có chiến kích này, chiến lực của cậu lại tăng lên rất nhiều, sau này cho dù là thiên thần đến thì cũng không chặn nổi. Đế Sùng bị ném ra ngoài không gian, Nguyệt Thiền cũng mở ra một thông đạo rời đi. Diễn biến tập phim đến đây là khép lại. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé. Xin chào!